Hút thuốc lá là nguyên nhân gây ra 96,8% các ca mắc ung thư phổi và 75% ca mắc bệnh phổi nghẽn mạn tính ở Việt Nam. Và đây cũng là lý do mà Tổ chức Y tế Thế giới đã chọn chủ đề thuốc lá và các bệnh về phổi cho Ngày Thế giới không khói thuốc lá năm nay. Có thâm niên hút thuốc lá gần 30 năm nay, đã từng có ý định bỏ thuốc khi phát hiện mình mắc bệnh phổi tắc nghẽn, nhưng chỉ đến khi bệnh thực sự nặng, ông Nguyễn Đình Hưng mới quyết định nhờ tới sự hỗ trợ của các bác sĩ để từ bỏ thuốc lá. Khi tôi bị thấy tự nhiên nó đau ngực, vậy nó đi khám thì trên phổi trung ương người ta nói là bị ảnh hưởng do hút thuốc, là tôi bỏ từ ngày thế, bỏ sau coi như là 2 năm, thì coi bỏ hẳn 2 năm. Không chỉ gây bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, thuốc lá còn là nguyên nhân của 25 nhóm bệnh khác. Trong đó, hơn 96% các ca ung thư phổi có liên quan tới thuốc lá và cũng là nguyên nhân khiến 165.000 trẻ dưới 5 tuổi tử vong mỗi năm vì các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp dưới do khói thuốc lá thụ động. Vì vậy, thông điệp của Ngày Thế giới không hút thuốc lá năm nay đặc biệt chú trọng tới việc đưa ra các giải pháp nhằm giảm thiểu tối đa tác hại của khói thuốc lá tới sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là các bệnh lý về phổi. Hành động của chúng ta đưa ra là để cho mọi người thấy rằng nếu những người hút thuốc lá thì tỷ lệ các bệnh như ung thư phổi, các bệnh phổi tắc nghẽn nó tăng hơn so với những người không hút thuốc, đến tầm chỉ đến 20-30 lần. Những người hút thuốc lá trực tiếp đã tác động rất là nguy hại đến sức khỏe của bản thân mình, đặc biệt là các bệnh lý về phổi. Còn những người không hút thuốc nhưng bị tác động khói thuốc bị động cũng tăng lên rất là nhiều. Trước những hậu quả nặng nề do khói thuốc lá gây ra, nhiều giải pháp để giảm thiểu việc hút thuốc lá ở Việt Nam đã được áp dụng như tăng thuế thuốc lá, xử phạt việc hút thuốc lá tại nơi công cộng. Tuy nhiên, để có thể tiếp tục giảm được số người hút thuốc thì cần có nhiều biện pháp tăng nặng hơn. Để giảm hút thuốc, Việt Nam nên tăng thuế thuốc lá lên 5.000 đồng trên một bao, thay vì mức hiện tại là 2.000 đồng. Đây được cho là giải pháp hiệu quả nhất để giảm người hút thuốc. Thứ hai là tăng cường thực hiện môi trường không khói thuốc để người dân tự ý thức bỏ thuốc và bảo vệ sức khỏe người xung quanh. Thứ ba là cần tăng diện tích hình ảnh cảnh báo sức khỏe trên vỏ bao thuốc lá lên 75%, đồng thời tuyên truyền và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm. Meeting Ngày Thế giới không khói thuốc lá năm nay với mục đích nâng cao nhận thức của người dân trong việc xây dựng một môi trường không khói thuốc lá để bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng, đặc biệt nghiêm cấm việc hút thuốc lá tại nơi công cộng, thực hiện tuyên truyền xây dựng một môi trường không thuốc lá ngay tại các cơ quan, công sở mà đứng đầu là người lãnh đạo.